Chào mừng các em đến với tiết học mỹ thuật. Ngày hôm nay chúng ta bước vào tiết 12, tìm hiểu về một số nền mỹ thuật châu Á, Ấn Độ và Trung Quốc. Ở trong hình này thì các em chắc cũng đoán được một số những cái nền mỹ thuật châu Á đây, đền Taj Mahal ở Ấn Độ. Và đây là cái sơ đồ ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ đến khu vực Đông Nam Á của chúng ta. Sơ lược về một số nền mỹ thuật châu Á. Ở bài này chúng ta tìm hiểu vài nét khái quát về nền mỹ thuật trên thế giới và vài nét của mỹ thuật một số nước châu Á. Thì đơn cử ở đây chúng ta có mỹ thuật Ấn Độ, mỹ thuật Trung Quốc, mỹ thuật Nhật Bản, mỹ thuật Campuchia. Nhưng mà đây chúng hôm nay ở bài học này chúng ta chỉ nhấn mạnh vào hai nền mỹ thuật Ấn Độ và Trung Quốc. Ở bài 12 thì chúng ta tìm hiểu vài nét khái quát. Thầy cho các em xem một số những cái ảnh tượng phù điêu. Ở đây là đơn cử là thầy tăng cầm phất trần hầu lễ. Bức phù điêu này là ở Ấn Độ. Trung Quốc và Ấn Độ cùng với một số quốc gia châu Á lân cận được coi là hai trong một số cái nôi của văn minh thế giới. Chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược vài nét tại các nước Ấn Độ, Trung Quốc.
Đầu tiên là chúng ta nói tới nền mỹ thuật của Ấn Độ. Và chúng ta sẽ tìm hiểu về trang phục của phụ nữ của Ấn Độ. Các em thấy trên hình, đây là trang phục truyền thống. Về mặt lịch sử, quần áo nam và nữ đã phát triển từ những chiếc langota đơn giản và vải nịt để trang trí cho cơ thể, để trang trí trang phục không những được sử dụng hàng ngày mà còn được sử dụng trong các dịp lễ hội cũng như các nghi thức và các màn trình diễn khiêu vũ. Ở khu vực thành thị, quần áo phương Tây là phổ biến và thống nhất được mặc bởi những người thuộc mọi tầng lớp xã hội. Ấn Độ cũng có sự đa dạng về dệt, sợi, màu sắc và chất liệu quần áo. Các mã màu được theo sau trong quần áo dựa trên tôn giáo và nghi lễ có liên quan. Quần áo ở Ấn Độ cũng bao gồm nhiều loại vải thêu. Thầy cho các em xem một số những công trình kiến trúc ở Ấn Độ nè. Ấn Độ nằm ở phía nam châu Á. Ấn Độ là một quốc gia có nền văn hóa lâu đời và phát triển rực rỡ và bậc nhất của thế giới. Đây cũng là mảnh đất màu mỡ cho các tôn giáo du nhập. Kiến trúc và điêu khắc Ấn Độ thực sự là một thành tựu lớn trong kho tàng nghệ thuật Ấn Độ, trong đó kiến trúc mang đầy tính sáng tạo và sống động. Đây chính là một biểu tượng hùng hồn của các mô hình xã hội trong lịch sử Ấn Độ. Người Ấn họ có tôn giáo riêng của họ. Họ thờ những vị thần và người ta gọi nôm na là Ấn Độ giáo. Thì chúng ta thấy ở đây là có thần mặt trời và thần Shiva. Thì cho các em xem một số những cái hình sự ra đời của Phật Thích Ca xuất phát bắt nguồn từ Ấn Độ. Ấn Độ giáo hay còn gọi gọn là Ấn giáo hay Hindu giáo là tên chỉ những nhánh tôn giáo chính có tương quan với nhau và hiện còn tồn tại ở Ấn Độ. Khoảng 80% người Ấn Độ tự xem mình là người theo Ấn Độ giáo và người ta cho rằng có khoảng 30 triệu người theo Ấn Độ giáo. Mảng này là điêu khắc ở Ấn Độ. Đây là loại hình nghệ thuật táo bạo được ghi dấu bằng một chủ nghĩa hiện thực thoát ra khỏi việc sử dụng những yếu tố nước ngoài. Từ Ba Tư, hoàng đế Phật tử Ashoka đã cho dựng những trụ đá bằng đá nguyên khối cao từ 12 đến 15 mét. Trên đỉnh được đặt những tượng như bò, sư tử và voi và khắc lên đó những nguyên tắc Phật giáo về đạo đức, lòng nhân đạo và sự mộ đạo. Những điều ông muốn thần dân của ông thực hành theo. Những trụ đá nổi tiếng của vua Ashoka có mặt ở Lohria, Nandaga ở Bihar, Sanchi và Sanath. Đáng chú ý nhất trong số chúng là đầu cột trụ có tượng sư tử bằng đá nguyên khối rất bóng láng được tìm thấy ở Sanath mà nó hiện là huy hiệu của chính phủ Ấn. Đầu trụ đá gồm bốn con sư tử đang rống xoay lưng vào nhau và mặt quay về bốn hướng. Về hội họa ở Ấn Độ, chúng ta thấy rõ ràng là mảng hội họa xoay quanh về tôn giáo Ấn giáo. Ở Ấn Độ, mỹ thuật Phật giáo ở thời kỳ cổ đại chủ yếu là các tháp thờ Phật và các trụ đá của vua A Dục. Tương truyền vào đời Đức Phật còn tại thế, Tinh xá Kỳ Viên, Tinh xá Trúc Lâm nổi tiếng đã được xây dựng
Và sau khi Phật nhập diệt không bao lâu, tín đồ Phật giáo ở các nơi chia nhau xá lợi của Phật, xây tháp thờ phụng cúng dường. Sự kiện này được hậu thế công nhận là có thật. Ngoài ra, các trụ đá do vua A Dục xây dựng nó còn tồn tại đến ngày nay. Có thể nói đây là di vật cổ nhất của mỹ thuật Phật giáo. Về mặt hình thức cũng như kỹ thuật, những trụ đá này chịu ảnh hưởng sâu sắc từ nước Ba Tư thuộc phương Tây. Trụ đá sử dụng sa nham được làm từ chuna để mài thành trụ tròn, tổng cộng có hơn 30 trụ dài tới 10 mét. Đầu của các trụ đá đều có điêu khắc hình thú để trang trí như sư tử, trâu, voi. Và tiếp theo, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về mỹ thuật Trung Quốc. Nói về Trung Quốc thì chúng ta sẽ có những cái di tích kiến trúc sau đây. Đó là Cố Cung Bắc Kinh, Kinh Hàng, Đại Vận Hà, Vạn Lý Trường Thành, Khảm Nhĩ Tĩnh, Di Chỉ Hải Long Đồn, Tượng Phật ở Lạc Sơn. Chúng ta cùng xem về phần kiến trúc của đất nước Trung Hoa. Đầu tiên có thể kể đến đó là Cố Cung Bắc Kinh. Quần thể kiến trúc cung điện có quy mô lớn nhất thế giới, Cố Cung còn được gọi với tên là Tử Cấm Thành, là hoàng cung của 24 đời hoàng đế hai triều đại Minh, Thanh. Tổng diện tích là 720.000 mét vuông, trong đó diện tích xây dựng chiếm tới 150.000 mét vuông. Đây là kiến trúc cung điện có kết cấu từ gỗ được bảo tồn hoàn chỉnh nhất, với quy mô tồn hiện lớn nhất thế giới. Đây cũng được coi là tinh hoa kiến trúc cung điện của dân tộc Hán và là kiệt tác kiến trúc thời cổ đại. Chúng ta xem một cái công trình kiến trúc khác ở đất nước Trung Hoa. Đó là Kinh Hàng Đại Vận Hà, là con kênh đào dài nhất, lâu đời nhất thế giới. Hiện đã có 2.500 năm lịch sử, bắt đầu được xây dựng từ cuối thời kỳ Xuân Thu do Ngô Vương Phù Sai ra lệnh đào để vận chuyển binh lính trong cuộc chinh phạt nước Tề. Đến triều Tùy thì mở rộng và tu sửa kéo dài nối đến đô thành Lạc Dương. Đến triều Nguyên thì nối tiếp từ Lạc Dương đến Bắc Kinh. Chúng ta xem hình, đây là cái con kênh đào lớn nhất ở Trung Quốc. Tiếp theo, chúng ta tới một cái công trình rất là to lớn và nổi tiếng ở Trung Quốc, đó chính là Vạn Lý Trường Thành. Được khởi công xây dựng từ thế kỷ 5 trước công nguyên và liên tục xây đến thế kỷ 16, tức triều Minh mới dừng lại, với tổng chiều dài lên đến 21.196,18 cây số, trải dài qua 15 tỉnh thành và khu vực trên lãnh thổ Trung Quốc. Đây trên hình là thì cho các em xem, đây chỉ là một cái đoạn của công trình Vạn Lý Trường Thành nè các em. Rất là to lớn. Tiếp theo là chúng ta tìm hiểu về Khảm Nhi Tỉnh. Đây là hệ thống tưới tiêu lâu đời nhất Trung Quốc. Khảm Nhi Tỉnh nghĩa là huyệt đạo, là hệ thống tưới tiêu đặc thù ở khu vực hoang mạc trải khắp khu vực Tân Cương, cùng với Vạn Lý Trường Thành, sông Vận Hà Kinh Hàng. Khảm Nhi Tỉnh là một trong ba công trình vĩ đại nhất của thời cổ đại Trung Quốc, với tổng cộng gồm hơn 1.100 con kênh rạch và tổng chiều dài ước tính khoảng 5.000 cây số. Đây là hình ảnh của hệ thống tưới tiêu Khảm Nhi Tỉnh các em. Tiếp theo là chúng ta tìm hiểu về Di Chỉ Hải Long Đồn. Đây là lô cốt quân sự lâu đời nhất của lịch sử Trung Quốc. Di Chỉ Hải Long Đồn nằm ở núi Long Nham,
thôn Bạch Sa, thị trấn Cao Bình, khu Hối Xuyên, thành phố Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu. Đây là thành hào kiểu lô cốt được phát hiện lâu đời nhất, quy mô lớn nhất và bảo tồn trọn vẹn nhất ở Trung Quốc. Được xây dựng vào triều Đường và tiếp tục được xây dựng đến thời Nam Tống và triều Minh và sụp đổ vào triều Minh. Và chúng ta cùng xem cái di chỉ của Khảm Long Đồn nè các em. Nói tới quy mô công trình kiến trúc ở Trung Quốc, chúng ta không thể không nhắc tới tượng Phật Lạc Sơn, được tạc trên đá, còn được gọi là Lăng Vân Đại Phật. Đây là bức tượng Đức Phật Di Lặc lớn nhất Trung Quốc, có chiều cao lên đến 71 mét, được tạc trên đá bên cạnh chùa Lăng Vân, nằm bên bờ Đông Mân Giang, thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, được khởi công từ năm 713 Nguyên Niên Khai Nguyên Triều Đường và hoàn thành vào năm 803, tức năm thứ 19 Trinh Nguyên. Ở đây chính là hình ảnh tượng Phật ở Lạc Sơn. Công trình tượng rất là kỳ vĩ. Và thầy giới thiệu tiếp với các em, đây là bức tranh hình hai con tôm của danh họa Trung Quốc, đó là Tề Bạch Thạch. Năm 27 tuổi, học vẽ, được thầy đặt tên là Hoàng, tự là Tần Sinh, hiệu là Bạch Thạch. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở quận Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam. Tề Bạch Thạch học trễ một năm do bệnh, cơ thể ốm yếu. Năm 15 tuổi, ông học nghề thợ mộc với ông Tề Tiện Hữu là em ruột của ông nội. Năm sau, chuyển qua học chạm gỗ với ông Chu Tử Mỹ và sớm trở thành một bậc thầy trong nghề này. Người ta gọi ông là Chi Mộc Tượng, thợ mộc tên Chi. Năm 19 tuổi, ông kết hôn với cô Trần Xuân Quân, lớn hơn ông 1 tuổi. Sau này, bà còn cưới cho ông thêm một cô vợ lẽ, mới 18 tuổi, tên là Hồ Bảo Châu, người huyện Phong Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Lúc đó, Tề Bạch Thạch đã 57 tuổi. Ở phần hướng dẫn về nhà, thì các em xem trước. Vẫn là bài sơ lược về một số nền mỹ thuật châu Á. Nhưng ở tiết này, chúng ta sẽ tìm hiểu và vẽ lại một số họa tiết về đất nước Ấn Độ và Trung Quốc nha các em. Phần hướng dẫn bài học của thầy đến đây đã chấm dứt. Xin chào các em.